chào các bạn, mình sẽ review cái skin Hayate Valentine Ngân Lan các bạn. Skin này không biết có đẹp gì không mà đến giờ. Welcome to Arena of Valor. Phần ngoài da áo tràng thì nó cũng một tiếng mà đánh ra phi tiêu có hiệu ứng nha các bạn. Minions will be deployed in 3 seconds. Nè, sướng tài đấy. Prepare to engage. Mọc rồi các bạn. To earn a ninja's loyalty, you must pay dearly. Cái mọc ra cái màu đó đẹp các bạn. Chiêu 2 lướt cái dòng là nổ lên cái màu tím các bạn. First blood. Rất là đẹp các bạn. Rất là ok luôn. Các bạn nào mà bé thay cho tê thì các bạn sở hữu full skin này. Bảo cái tiêu đi các bạn. You have defeated an enemy. Wow. Nghe cái âm thanh của phi tiêu rất là đã các bạn. Quá đẹp. Làm chỉ review skin thôi các bạn, còn mà đến solo thì thôi like mình đăng ký các bạn. Mistakes are not allowed on the battlefield. Thời gian này mình thấy là rất là đẹp. Theo mình nghĩ là thời gian này rất đẹp các bạn. Nice đó. Cái lưới cái hết cây ba cây hai ET này thì nó dễ combo thôi, chưa một hết cái chưa một thì các bạn OT là làm cũng lần nữa rồi làm còn nội tại các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.